Hello, chào mọi người, mình lại là Vua Zombie đây và chào mừng các bạn đã đến với kênh ZeoCat. Ok, và như đã hứa thì video này đã, video là tập lần trước đã đạt trong cái đường hầm ma quái đó các bạn, đã đạt hơn 2500 like rồi. Ok, và nếu như cái video này đạt được 2500 like á, như video lần trước thì chúng ta sẽ có tập tiếp theo nha. Tập tiếp theo mình sẽ đến cái một cái địa điểm mình vừa nghe anh lính này nói á, là một cái địa điểm được gọi là cái pháo đài radar đó, kiểu như ở đó có một cái trụ radar để phát sóng á các bạn, có thể là mình sẽ tìm thấy những người còn sống ở đó. Ok, nếu như mà video này đạt được 2500 like thì chúng ta sẽ đến đó ha, đến nó sớm nhất có thể luôn. Okay, và mình sorry các bạn, vài ngày qua mình khá là bận và bây giờ vua zombie đã trở lại rồi. Ok, thì rồi lần trước là mình đã đi qua cái đường hầm này. Ui, hình như zombie tụi nó còn sống rồi vậy các bạn, phải không? Từ từ dịch chuyển ở đây mình xem cái nào. Ui, có zombie mới các bạn ơi. Từ từ mình lắp cái này lại luôn. Đó, lắp lại là nghỉ cho qua luôn. Rồi, ok. Rồi, lắp ở đây nữa. Ok, xong, ổn. À, còn ở đây nữa nè. Mình cần phải lắp lại những cái lối đi này nè để tránh bọn zombie nó vào đây, nó tấn công anh lính các bạn. Thì á, anh lính đã có nói với mình á, là khi mà đi lên trên cái chỗ này nè và đi thẳng qua bên hướng bên đây, hướng mình đang chỉ nè, đó, thì sẽ thấy được chiếc máy bay rơi. Và anh lính này ngủ nó mất tiêu rồi các bạn. Vừa ngủ mà vừa chuyển động được nữa. Ok, chúng ta sẽ lấy đồ này ha. Đây là đồ anh lính cho mình đây, một bộ da, cái nón và một bộ giáp. Rồi mình sẽ mặc vào áo giáp và cái nón đó mình sẽ đổi lên với cái đồ cũ của mình. Và ở đây có một số băng đạn, và đây chính là, các bạn biết băng đạn gì không? Đó chính là băng đạn AEK 971. Wow, và ba băng đạn shotgun. Shotgun này là súng ngoài hành tinh nữa các bạn ơi, bắn một viên là một con zombie lên đường luôn. Đây mình tìm con zombie là mình bắn cho các bạn xem. Đây đó. Ôi, mình bắn hụt rồi. Ôi, shotgun này thì sao bắn không tới nha các bạn, để mình xem mà súng này bắn được không. Sao mà bắn cũng không tới luôn các bạn ơi, chắc có thể là bị đá che rồi. Rồi súng này hết đạn luôn rồi. Mình sẽ vứt những cái khẩu hết đạn vào đây. À, ở đây có một khẩu à. Wow, một khẩu M60. Có 4 băng đạn các bạn. Như vậy là ngon rồi. Còn đạn bazooka và đạn shotgun mình sẽ để vào đây ha. Đạn tên lửa đó các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ lên đường thôi. Tạm biệt anh lính nha. Ôi, mấy bữa rồi mình đã trú ngủ ở đây vài ngày rồi các bạn ơi. Và anh lính đã kể cho mình rất tất cả những cái câu chuyện ở đây rồi. Nếu như mà video này đạt được 2500 like á, thì chúng ta sẽ đến với cái trạm phát sóng. Và ở đó thì mình sẽ cho các bạn xem đoạn băng anh lính đã nói gì với mình. Rất là bí mật nha, không thể nào mà để truyền ra bên ngoài được đâu. Ui, mình bị kẹt rồi. Ôi, ra ngoài rồi nè. Ok, bây giờ trước khi mà đi á, thì mình có 3 giây cho các bạn để nhấn vào nút like nha. Ok, mình sẽ đếm nào. 1, 2, 3. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Mình nghe nói là anh lính nói hướng dẫn với mình là đã có người biết mình đến cái hòn đảo này và đã nâng cái mức độ khó của cái hòn đảo này lên và tăng rất là nhiều zombie, nên vì vậy mình phải cẩn thận. Và ngoài ra là mình cần phải ăn mới có thể sống được nha. Mỗi lần các bạn biết không, vua zombie đâu cần ăn đâu, bây giờ phải ăn rất là nhiều. Ok, được rồi, đi thôi. Trước mặt mình đây là, ui, đó, các bạn thấy không, đi một xíu thôi là gặp zombie ngay. Mình đổi súng rồi đã, súng này bắn nghe điếc tai quá. Đó, súng này là có nòng giảm thanh nha các bạn. Ok, những con này thì mình lấy súng này bắn thôi, sẽ không dùng những cái khẩu súng ngoài hành tinh của mình đâu. Các bạn biết vì sao mình biết đó là súng ngoài hành tinh không? Tại vì anh lính đã hướng dẫn cho mình cách lấy nó và những cái khẩu súng này ở đâu ra. Nhưng mà trước tiên mình cần phải xử hết bọn zombie này cái đã. Nhiều quá các bạn, ở đâu cũng có hết. Từ mình xử con này đang ngồi nữa kìa, không biết nó ngồi đợi ai đây. Rồi, càng ngày bọn này càng mạnh nha. 3 viên mới có thể tiêu diệt được một tên. Rồi ok.
Để mình dịch chuyển lên nào. À, lên đây là khỏi sợ bị tấn công. Và đây chính là một cái dòng sông các bạn ơi. Bên kia có cái cầu kìa. Và ở bên đây là có một cái tòa nhà bỏ hoang gì đó mình cũng không biết nữa. Có thể là mình sẽ qua đó sau. Tại vì nếu mà video này đạt được hơn 2.500 like các bạn, 2.500 like đó, thì mình sẽ đến cái tòa tháp radar cái đã, chạm phát sóng cái rồi mình mới đến cái đó sau ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem khẩu sọt kinh ngoài hành tinh. Đó, đây là súng ngoài hành tinh nha, rất là nặng luôn và rất là khó điều khiển. Ôi, zombie khắp mọi miền tổ quốc. Zombie đầy rẫy trong rừng rồi các bạn ơi. Đó, tại mình bắn hụt thôi chứ một viên thôi là đi đời rồi. Còn súng này thì hai viên mới có thể tiêu diệt được zombie. Ha, khá là mạnh. Ui, các bạn thấy gì không? Trước mặt mình. Ui, hết đạn. Ui, chạy vào, đập đạn ngay. Không để những cái tên này tiếp cận mình đâu. Wow. Ôi mẹ ơi, đông thế, zombie nhiều vậy. Mình nhớ là đội quân của mình đâu có nhiều đến vậy đâu. Chắc có thể là những cái tên này đã bị tẩy não và tạo ra một đội quân mới rồi các bạn. Đó, một viên thôi. Ôi, không được. Mình phải chừa đạn này thôi. Mình còn súng tên lửa mà. Đạn sạc kinh của mình hiện tại chỉ còn lại có 2 băng à. AK thì còn 4 băng. Không biết là đủ để tiêu diệt những cái tên đằng sau không đây. Wow, sau khi mà mình bắn nổ ra tiếng động thì bọn chúng đã kéo đến các bạn. Wow, đông thế. Đây. Ui. Và có thể là đây chính là cái chỗ mà máy bay rơi các bạn. Đây các bạn có thể thấy không? Đó, ở đằng kia là cháy lửa tùm lum kìa. Có một chiếc máy bay kìa, cái đuôi máy bay mình đã thấy rõ cái đuôi rồi đó. Và nó đã rơi từ trên trời xuống đất à, tạo ra một cái vùng đất bị hư hao ở đây nè. U, ở đây là có cái đường hầm nè. Có thể là đường hầm này liên kết với cái đường hầm mà mình đã đi qua. Thôi đúng rồi các bạn ơi. Nhưng mà zombie dưới đây còn nhiều hơn ở trên nữa. Phải lên thôi. Nếu mà dưới nữa là mình sẽ bị mắc mạng như chơi đó. Đến giờ mình phải cần sử dụng đến táo vàng rồi. Tại vì đây là một cái thứ thức ăn khá là khó tìm á, cái hòn đảo này. Một tên zombie. Vậy là ở đây không có zombie chúa rồi các bạn. Thì mình nghe nói là ở khu vực này nè có một số cái tên zombie bị đột biến còn mạnh hơn những cái tên zombie này nữa. Nhưng mà mình vẫn đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái tên nào hết. À, ở kia có gì đây? Người á, người còn sống các bạn ơi. Từ từ mình lại mình hỏi thăm nào. Hello. Ui, cái gì đây? Ui, mấy thanh niên này. Ui. Tụi này đánh hơi động mình luôn các bạn. Một đám luôn. Từ từ nào. Ủa đây đâu phải là người đâu. Cái gì đấy? Từ từ, bọn này có đuôi nữa các bạn. À, mình sẽ dịch chuyển lên trên cái đuôi máy bay mình xem. Mình xem rõ hơn nào. Một cái đuôi, có hai lỗ tai ở trên và lông lá xung quanh. À, và đây chính là người sói trong truyền thuyết rồi các bạn ơi. Người sói. Ôi, vậy là cái hòn đảo này nghiên cứu rất là nhiều cái sinh vật bí ẩn nè. Ui, từ từ để xem nè. Cái tên này, những cái tên này mạnh tới đâu. Ôi, mạnh hơn zombie các bạn ơi. Ôi, mình bắn khá là nhiều đạn mới có thể tiêu diệt được. Ôi, người sói hả? Tại sao cái vùng này lại có người sói chứ? Chả hiểu nổi. Nhưng mà một viên sọt kinh vẫn có thể lấy mạng được những cái tên này. Thôi mình sẽ tiêu diệt hết cái lũ người sói này mới được. À, những cái tên này đã, có người đã biết rồi các bạn. Có người đã biết mình đến đây. Và đã cho nguyên cái đội quân người sói đến đây chặn mình để không cho mình vào máy bay nè. Nice. Không biết cái tên nào chơi ác độc vậy. Nhưng mà mình cần phải hạ gục hết những cái tên này. Được rồi, đạn súng của mình bắn xa không có được các bạn. Phải đến gần như vậy nào mới có thể tiêu diệt được. Ui. Ui, một tên. Ui, súng này giật quá giật rồi. Đứng gần mà bắn vẫn không trúng. Đó, như vậy mới gọi là trúng. À, trong người những cái tên này có đạn nữa các bạn ơi. Không phải là đạn shotgun mà là đạn của súng lục. Súng lục của người ngoài hành tinh. Đây, bây giờ mình sẽ bắn nó một viên nha. Đó, nó sẽ rơi ra nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, ui. Ui man. Ui, những cái tên này manh động còn hơn zombie nữa các bạn ơi.
nó di chuyển nhanh hơn nè, tại vì nó có đôi chân khá là cơ bắp. À đây có đạn nè, và đôi chân nhỏ hơn zombie nên vì vậy nó di chuyển nhanh hơn. Zombie vua zombie thì khá là khổng lồ giống như mình nè, di chuyển rất là chậm luôn. Rồi còn một băng bên kia mình sẽ lấy súng tên lửa và bắn đó ngay đây. Ồ vẫn không tiêu diệt được à. Mạnh hơn zombie luôn. Wow. Rồi lấy súng M60 của mình ra bắn bọn này. Đó, mình sẽ đẩy lùi hết bọn cái đợt tấn công của bọn này. Nhưng mà vẫn không xin nhơ gì hết. Thôi lấy tạm AEK đi. Rồi sắp hết đạn rồi. Ui nạp đạn vào nhanh lên. Trời nó đuổi mình các bạn ơi. Lấy shotgun thôi. Shotgun mạnh quá. Một viên là đi một tên. Đó, nhảy hả? Người sói mà lại đứng nhảy hả? Người sói nè. Rơi ra đạn rất là nhiều. Rồi, ok. Như vậy là mình đã tiêu diệt thành công hả? Đội quân zombie ở đằng kia và một đội quân người sói ở đây. Và bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong máy bay nha. Và để xem là bên trong thằng máy bay có gì nha các bạn. Nhưng mà trước tiên mình cần phải ăn quả táo này vào cái đã. Đó, cho nó phục hồi sức lực của mình. Rồi. Chỉ còn là một tên zombie thôi. Đi vào thôi. Hy vọng là có cái gì đó bất ngờ cho mình. Rồi, mình sẽ xử tên này nhanh gọn thôi, đơn giản mà. Ôi, zombie đột biến rồi các bạn ơi. Vậy là cuối cùng mình cũng đã đụng độ với cái tên zombie đột biến. À, thường thì cách một khu vực chỉ có xuất hiện 1 đến 2 con thôi các bạn. Nhưng mà những cái con này rất là mạnh nha. Để các bạn xem đây. Ui. Yếu vậy. Vậy là chỉ trong truyền thuyết thôi. Bây giờ là thời hiện đại rồi, mình nhặt được cái búa này các bạn. Cái búa này để coi. Wow. À, với cái búa này mình có thể đẩy lùi được những cái tên zombie mà đến gần. Haha, mình có kỹ năng của vua zombie rồi. Đây mới thật sự là kỹ năng của vua zombie nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Khoan đã. Mình sử dụng nó sắp hư rồi nè. Nên mình cần phải cẩn thận hơn tí. Thôi, mình sẽ sử dụng ít lại thôi. Bỏ một số viên đạn ra bên ngoài. Thôi, được rồi, đi vào bên trong thôi. Mình đứng ở đây khá là mất thời gian hả các bạn. Nạp đạn cái đã. Rồi, đạn này nạp khá là lâu nha. Tại vì... Ui, còn zombie nữa hả? What the hell? Ui, zombie đột biến rồi các bạn ơi. Đó, như mình nói thì những cái tên này rất là mạnh nha. Đây, các bạn xem đây. Để coi nó có yếu giống như tên lần trước không. Lần này nó có thể đứng dậy được các bạn ơi. Vậy là chứng tỏ là những cái tên này rất là đúng. Mới đúng thật sự là zombie đột biến đây. Một tên trên kia mình sẽ xử luôn. Một viên một à. Cái tên này có thể đứng dậy được nữa hả? Ghê vậy. Không biết là mình sẽ bắn nó hạ gục nó bao nhiêu viên đạn mới có thể giết được nó đây. Kìa các bạn xem kìa. Nó lại đứng dậy. Ba viên. Mình lại nhặt được một cái búa. Như nãy mình vừa thấy cái tên một tên zombie khổng lồ ở đây nè. Những cái tên này nó chỉ hơn những cái tên lính vua zombie khổng lồ một tí thôi các bạn ơi. Đâu rồi? Đây. Để mình điều khiển nó được không? Mình không điều khiển nó được. Thôi giờ mình sẽ bắn nó đi ha. Khi nào mà nó ngồi dậy mình sẽ bắn nó một phát. Đứng lên. Một phát. Bắn hụt rồi. Một phát này. Lấy những cái cỏ này đi xuống cho nó rớt xuống nào. Nó lại hồi sinh nữa kìa các bạn. Lại hồi sinh này. Đó, như vậy là mà đã hạ gục thành công nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong máy bay thôi. Nhưng mà trước khi tiến vào thì các bạn đừng quên like video này đủ hơn 2.500 like thì mình sẽ đến với cái trạm phát sóng nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến vào máy bay và cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.